Vâng, và sau đây em test con M509 theo yêu cầu của bác chủ ở Hà Nội thì trước khi sản phẩm lên đường. Con này thì quá mới rồi, hàng khủng của hãng bên Kyo. Thì dòng này thì nó thiết kế đẳng cấp hơn, tất cả những hiệu chỉnh nó sẽ ở trong cái nấm nấp như thế này nha. Thì các bác sẽ bạn vô luôn. Tiếng nó lực lắm. Đây là phần chỉnh đèn nè, tắt 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 cái vẫy này, tăng vẫy này. Chiều về chậm chậm điều hiu khói thuốc đông đưa, ngồi đếm nhịp thời gian bâng quơ dọc ngắn xô dài. Đời trai xưa rô quanh năm bạc áo phai gầy, mong chi cuộc sống xung quanh mới tình này nha các bác, mới tình này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở video tiếp theo.